không phải cùng đi làm nhiệm vụ với con sao? Dạ, lo lắm rồi, con không thấy tín hiệu nào phát về đó. Chà, căng ha. Nếu tội phạm thời gian bắt được gòn gòn thì sẽ nguy hiểm. Chúng ta mau ra ngoài tìm thôi. Mẹ sẽ không bị té đâu, đừng có lo. Không, không, mẹ sợ. Đó, con chơi. Đây là tập quán của nhiều loài chim. Chúng sẽ đi tránh đông, khi nào trời ấm áp thì sẽ quay về nơi ở cũ. Ồ, hay quá. Không biết Gòn Gòn có bay theo đàn chim này không ta? Không đâu con, Gòn Gòn không có tập quán này. À, mà con biết Gòn Gòn có thói quen gì nữa không? À, bà ấy toàn làm ngược á mẹ. Ờ, là sao? Mỗi lần mày ấy ôm con mày nói ghét quá thôi. À, mày ấy còn mê ngủ nữa. Mỗi lần con yêu cầu mày ấy đi canh gác là mày ấy toàn ngủ. Mẹ ơi, con biết Gòn Gòn ở đâu rồi, mẹ theo con đi. Gòn Gòn, lại ngủ nữa hả? Gòn Gòn, sẵn sàng để lịch tuần tra. Thì ra tại con nha đớm, Gòn Gòn có tập quán làm ngược lại đó. Ghét quá, ghét quá. Anh họ của mình á mới hứa mua cho mình một con robot mới. Nói vậy nè, thấy nó hài chưa? Wow, nhìn ngầu ghê. Đẹp quá vậy, nhớ cho nhà chung ở nhà. Được thôi, nhưng mà bạn phải chơi cẩn thận nha. Bạn toàn làm mất không à. Gì? Mình có làm mất đâu. Bạn có mỗi con robot đó mà lên giọng với mình hả? Mình không có lên giọng nha, tại nó quý nên mình muốn giữ nó thôi. Không thèm nữa, nhà mình không những có mà đầy luôn á. Thiệt á hả? Vậy cho tụi mình qua chơi thử đi. Chết rồi, là nói dối. Được thôi, sợ bạn hả? Không biết bà có cái gì để cứu mình được không ta? Phòng nói dối, chỉ cần đeo đến đâu, nhấn nút, lời nói dối sẽ trở thành lời nói thật.
tìm ra rồi. Ta có một con robot đúng như con bụng bự muốn. À, đó nè, đẹp quá à. Mày đi quen liền thôi. Có con robot mà ai cũng hâm mộ bạn vậy đó. Mình có xe đồ chơi mới đó. Bạn có muốn đổi con robot với mình vài bữa không? Được á, xe đẹp ghê luôn, đổi đi. Đốm ơi, Đốm ơi, xuống mẹ nhờ chút nha. Đốm ơi, nó tiêu rồi, xe xịn của bò. Sao giờ? Con ơi con, bạn bò qua tìm con nè. Thôi tiêu rồi, sao lại đến giờ này chứ? Đốm đổi lại xe cho mình đi, em mình không chịu, đòi mình đổi lại đó. Mình trả lại bạn robot nè. Xe của bạn bị con quái vật to lớn trên đường, bị mình đi học về cướp mất rồi. Gì cơ? Mất rồi hả? Xe của mình. Nó từ đâu đi tới? Lớn lắm. Đòi cướp xe đồ chơi của bạn. Nó nói mình không được, nó sẽ đánh mình. Thôi mình đi về. May quá, không là bị chửi te tua rồi. Quái vật. Cảm ơn lời nói dối của mi, nó đã giải phóng cho ta đó. Mau đưa xe đồ chơi đây. Chết rồi, anh mất đi dòng tượng qua thế giờ. Nói dối không chấp bách, ta sẽ đánh ngươi một trận. Cứu mẹ không, ai cứu tôi. Ba ơi, ôi sợ quá ba. Con không thể nói dối để che đậy lỗi lầm của mình được. Càng ngày con sẽ càng nói dối quen. Con hiểu rồi, con xin lỗi ba. Bây giờ con lên lớp, con xin lỗi bạn bò và bạn bụng bự đi nha. Dạ, con nhớ rồi. Cảm ơn ba đã giúp con. Quả sĩ hả? Có làm được không? Từ nhỏ đến giờ mẹ chưa thấy con làm cái gì kiên nhẫn á. Thì con sẽ học sự kiên nhẫn mà. Không biết được mấy bữa nữa đây. Hội họa là công việc cần sự tỉ mỉ, mà con thì... Em à, đừng có làm con nản chí. Nhưng... Sao vậy anh? Vẫn chưa thành công hả? Chưa đâu em, con phải thử vài chục lần nữa mới được. Con sẽ thành công ngay lần đầu tiên. Chắc chắn con sẽ đạt giải nhất hội họa. Cứ để cho con thử sức, thành công hay thất bại thì cũng là bài học quý giá mà. Chuyện gì vậy? Hả? Trời ơi là trời, tôi không thể dễ được. Trời ơi, sao khó vậy nè? Nước gì vậy mà? Nước tự tin đó con. Con chỉ cần uống vô, thích làm việc gì thì việc đó sẽ thành công. Yeah, cho con uống đi. Nhưng mà có một điều kiện. Điều kiện gì vậy? Đó là con phải nghĩ đến điều mà con thích vẽ nhất. Sau đó vẽ đúng 100 lần thì thuốc mới có tác dụng được. Dạ được, chỉ cần có ly nước này, con sẽ làm được mọi thứ. Con đi tìm cảm hứng đi vẽ đây. Con có vẻ quyết tâm, em chỉ sợ con bị tổn thương thôi.
trễ quá rồi anh. Hay là em đi tìm con, lỡ con... Con bỏ cuộc. Con đã vẽ đủ và liên tục bức tranh hước 100. Nhưng con... Sao? Là con vẽ hả? Thật là con vẽ hả? Nó quá gớm đúng không? Cuối cùng em cũng đã tìm được nét giống nhau giữa em và con rồi. Nó rất là đẹp. Con à, con đúng là có năng khiếu đó. Cũng nhờ có thuốc hỗ trợ của ba thôi. Chứ thật ra thì... Đó chỉ là ly trà sữa dâu thôi con à. Không phải là thuốc đâu. Con tự làm và giỏi mà. Ai bắt con vẽ một chấm bức tranh hả? Đó là điều kiện để giúp con học tính tỉ mỉ đó. Cố gắng lên, thành công sẽ đến. Thông báo khẩn cấp, lần bán đầu tiên đã thất bại. Nguy rồi, lần thử đầu tiên thất bại rồi. Hy vọng lần thứ hai sẽ thành công. Đâu rồi? Thông tin về thiên thạch. À, đây rồi. Bụng bự hả? Tai to hả? Mình tìm ra cách phá hủy thiên thạch rồi. Nhưng mình cần sự giúp đỡ của hai bạn. Sao được? Cái hình là gì? Làm sao để phá hủy thiên thạch được? Đừng nói là bạn hủy phi thuyền và thiên thạch nha. Lệ hy sinh chết chùm đó. Các bạn bình tĩnh, đừng có hấp tấp chứ. Các bạn có biết sự khác biệt giữa thiên thạch, sao băng và sao chổi không? Hình như tất cả đều là đá bay bay ở ngoài vũ trụ. Những khối đá nhỏ bay vào vũ trụ được gọi là thiên thạch. Khi bay vào khí quyển trái đất bốc cháy gọi là sao băng. Còn sao chổi cấu tạo chủ yếu từ băng nên gọi là sao chổi. Ồ, lạ quá ha. Sao băng thì bốc cháy, còn sao chổi thì lại cấu thành từ băng. Ê ê, mấy cái đó thì liên quan gì tới khu trái đất? Tức là thiên thạch đang nằm tới trái đất kia sẽ bốc cháy thành sao băng, và đối thủ của nó chỉ có là sao chổi thôi. À, vậy đó là lý do tại sao bạn tới Nam Cực phải không? Ủa, sao không phải là Bắc Cực? Vì Nam Cực là nơi Bắc Cực rất nhiều, là nơi tốt nhất để kiếm băng làm sao chổi. Go go, kế hoạch sao chổi. Làm như vậy á mà bắt đi cắt băng, lạnh quá. Cố lên, thiên thạch mà đâm vào là không còn gì để ăn đâu. Bây giờ cắt băng sao đây? Chúng ta sẽ cắt băng bằng muối. Muối? Đúng vậy, muối có thể làm tan băng bằng cách trung hòa nhiệt độ của băng với môi trường xung quanh. Vậy thì mình làm liền đi. Nhưng ba mình nói nếu quá lạnh ở nhiệt độ âm 20 trở đi, muối sẽ thường không có tác dụng nữa. Nên mình sẽ dùng natri acetate. Sao có mùi giống như mùi giấm đó? Đúng rồi, natri acetate là chất dùng để tạo vị giấm cho khoai tây chiên và có vị mặn và vị chua đó. Tưởng gì, chứ cái này mình ăn hoài à.
Bây giờ chúng ta sẽ đợi khi tiên thạch tiến vào khí quyển của trái đất trở thành sao băng. Khi đó ta sẽ phóng cục băng này với hỏa lực cực mạnh, biến nó thành sao chổi. Sao băng và sao chổi, trái đất được cứu. Kế hoạch sao chổi thành công rồi. Nhưng tia laser mạnh vậy còn không phá hủy được, liệu sao chổi đủ mạnh không? Mình đâu có bắn trực diện như tia laser đâu. Mình sẽ bắn ra đường vòng cung để sao chổi đạt đủ gia tốc cần thiết và va chạm vào đồ bên hông để tạo sát thương lớn hơn. Hiểu rồi. Nhưng mà lấy cái gì bắn đây? Cục băng bự quá trời quá đất luôn. Bạn nghĩ mình đến đây mà không gọi cho chuyên gia về vũ trụ sao? Đốm và các bạn giỏi lắm. Bây giờ chúng ta có cơ hội cứu lấy trái đất rồi. Cảnh báo, cảnh báo. Thiên thạch sắp đi vào tầng khí quyển của trái đất. Thiên thạch sắp đi vào tầng khí quyển của trái đất. Thiên thạch sắp bốc lửa và trở thành sao băng. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Mọi người chuẩn bị khai quả. Tọa độ, tất cả sẵn sàng. Bắn! Thành công rồi, thành công rồi. Trái đất được cứu rồi. Thành công rồi, thành công rồi. Yeah, trái đất ta được cứu rồi. Trái đất được cứu rồi. Kế hoạch sao chổi thành công. Bé ngoan phải biết vâng lời mẹ cha thầy cô dạy. Trộn bông cải xanh. Ăn cho hết nha. Mẹ thấy bụng con tròn lắm rồi đó. Nên ăn nhiều rau củ cho tốt sức khỏe. Còn mẹ đi siêu thị ăn bún mắm với mấy gì đây? Xong rồi. Ứ thèm ăn rau luôn. Ai mà thèm ăn hamburger với rau chứ. Nhân danh bụng bự, con của mẹ bụng bự, ta chịu hồi ngươi. Quái vật hamburger,
mau hiện diện và cho ta ăn hamburger tùy thích. Thành công rồi. Không ngờ bắt chước theo TV mà cũng làm được. Hỡi kẻ đã triệu hồi ta, ngươi có mong ước gì? Hãy cho ta cái hamburger ngon nhất thế giới. Được, vậy tế phẩm của ta là gì? Nè, ta cho ngươi đặc sản salad trộn bông cải xanh. Giỡn mặt với ta sao? Triệu hồi ta lên đây chỉ để cho ta ăn rau à? Được lắm, ta sẽ lấy thịt ngươi ăn bù. Ăn giỡn mặt với ta, ta phải ăn thịt ngươi. Chết rồi, kỳ này mẹ mà về á là mềm mình luôn á. Đứng lại, đứng lại, ta phải ăn thịt ngươi. Đứng lại, đứng lại. Leo leo, còn lâu mới đứng lại. Có ngon thì đuổi theo ta đi. Hôm nay bị con gì cắn hay sao? Mày tập thể dục sớm quá vậy? Giờ lên. Ôi, ôi. Ôi, vô duyên vậy? Vô duyên mày chạy như thằng điên vậy? Thịt ngươi. Chỉ chờ có gì đó thôi. Lựu đạn tiêu san. Bây giờ thì mình có lý do để bị dí chung rồi. Yeah. Mình không ngờ là mấy bạn chia lầy vậy luôn á. Chúng ta không có cách nào để đánh lại nó đâu. Nó bá đạo quá à. Miệng bự mà răng cũng bự nữa. Hay là mình nghĩ cách ăn thịt con quái vật đó luôn đi. Dù sao nó cũng là hamburger mà. Mà mình á thì cũng thích hamburger. Hamburger không rau luôn á. À, có cách rồi. Bạn phải kêu thêm một con quái vật nữa để đánh nhau với nó.
chỉ có cách này thôi ạ. Đúng rồi, thiên địch của thức ăn là rau xanh. Đi nhanh, không còn thời gian nữa đâu. Muốn ăn bụng bự đâu có dễ như vậy. Hai ta tự thủ với người. Sống lên tới to. Lên. Lên. Yeah. Ô, đẹp lắm. Như vậy tiêu rớt chúng không có nhiều đâu. Coi mình nè. Không muốn kêu con quái vật rau xanh lên chút nào. Rau không thôi là đã đáng sợ rồi. Quái vật rau xanh nghe thôi là đã kinh dị luôn á. Thôi kệ, chơi tới luôn. Miệng có thứ đánh nhau với con ngoài kia là được rồi. Nhân danh bụng bự, bạn thân của đốm và tay to, ta chịu hồi ngươi. Thích con gì thì lên con đó đi, ta không quan tâm. Miễn không à, ý quên, miễn mạnh là được rồi. Con biết bụng bự đó xong chưa? Con xong rồi, băng cái cửa luôn rồi. Kỳ này ba mẹ giờ là nát đít luôn. Lại quen lên, ít nhất thì mình cũng không bị ăn thịt bởi một cái bánh hamburger nhảy tưng tưng trên đường. Chịu thua đi tên kia. Thứ nhiều dầu mỡ như ngươi không thắng ta đâu. Nhiều dầu mỡ nhưng mà ăn ngon. Ai rồi cũng phải béo phì mà thôi. Nói nhiều làm gì? Đồ trơ trẹt. Mì làm nhiều mì ngon lắm. Cái đồ tinh bột lúa mạch. Ủa, hình như cái đó tốt mà. Tớ không quan tâm. Ăn ngon là được rồi. Ăn rồi ăn nhanh hoài. Hèn chi cái bụng tròn quay. Mày múc béo phì cho mà coi. Tụi bay ồn ào quá. Ăn thật tụi bay luôn. Nhất trí, xử lý tụi nhiều chuyện rồi cắn lộn tiếp. Trời ơi, con cây Mentos, cái đó là vũ khí sinh học của học sinh. Tất cả cúi xuống, bom con cây Mentos hủy diệt đây. Chết rồi, mấy cái cánh cửa nhà hư rồi. Điều kinh dị nhất là khi ba mẹ về nhà. Mềm mình là nát đến luôn á. Bé ngoan, bé biết vâng lời. Mẹ cha thầy cô dạy.
Wow, đẹp quá à. Phong cảnh tuyệt đẹp. Hả? Đúng là xứ sở thần tiên. Cuối cùng chúng ta cũng đến được xứ sở thần tiên rồi. Cảnh đẹp như vậy, ước gì mình có máy chụp hình để chụp lại. À, có thiệt luôn hả? Hay quá, vậy để mình thử xem sao. Ước gì con có một đôi bông tai thiệt là đẹp. Có luôn kìa. Vậy nên ở đây mọi điều ước sẽ trở thành sự thật. Đúng là ly kỳ mà. Vậy chúng ta tha hồ ước đi. Không được không được. Tại sao vậy đó? Ba mình nói nơi xứ sở thần tiên này mọi điều ước sẽ trở thành sự thật. Tụi mình biết điều đó rồi. Nhưng nếu bạn ước một điều thì bạn sẽ bị một lời nguyền. Lời nguyền? Lời nguyền đó là gì? Mình cũng không biết nữa. Lời nguyền gì cũng được, nhưng mình đói lắm rồi. Hãy cho mình thật nhiều bánh su kem. Ôi ngon quá à. Mình nói mà hai bạn không nghe, có chuyện gì thì đáng chịu đó nha. Mình biết rồi. Ngon đó. Ôi no quá. Ai kêu bạn ăn quá trời luôn. Mình không đi nổi đâu. Hay mình ngủ tí thức dậy sẽ đi tham quan. Lại ham ngủ. Bụng bự. Mình không đòi bụng bự được. Trời tối làm sao tham quan. Đốm ơi Đốm, bạn đâu rồi? Đốm ơi. Đốm ơi Đốm, bạn đâu rồi? Cô bé đang yêu. Ta đói quá. Ôi bà lão, bà lão đáng thương quá. Ta đói quá. Con có cái gì cho ta ăn không? Ôi, con vượn hết cái bánh rồi. Đã mấy ngày nay ta không có gì ăn nên ta đói quá. Đây là xứ sở thần tiên, chỉ cần bà ước là sẽ có thức ăn ngay mà. Nhưng mà ta đã sử dụng quá nhiều nên bây giờ không ước được nữa. Vậy nếu không có bánh, vậy con có thể ước giúp ta một ít thức ăn để ta ăn mà có sức đi ra khỏi khu rừng được không? Dạ không được đâu. Sao vậy cô bé? Nếu cô ước bánh cho bà, cô sẽ bị một lời nguyền. Không được, thôi con đi đây. Đốm ơi, bạn đâu rồi? Đốm ơi Đốm. Lời nguyền sẽ bắt đầu từ cô bé này. Thì biết bây giờ mới tham quan hết cái xứ sở thần tiên này chứ. Cứu, cứu mình với Đốm. Đốm ơi. Là tiếng của Tai To. Cứu mình với Đốm ơi. Cứu mình với Đốm ơi. Không lẽ bạn đã bị mắc lời nguyền?
bạn không thể ngâm mình dưới nước hoài được. Vậy làm sao để xá được lời nguyền bây giờ hả Đức? Chính sự ích kỷ của Tay To làm bạn bị mắc lời nguyền. Do đó Tay To phải biết yêu thương, giúp đỡ những người khác thì sẽ khỏi. Vậy làm sao để được điều đó? Thì bạn ước cái gì đó cho đốm đi. Đừng có dụ mình. Không lẽ ước nữa mà hóa giải được lời nguyền hả? Không chịu thì thôi. Mình đi đây. Nè 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 nè, đốm đi đâu vậy? Sao bỏ mình ở đây? Bạn bè gì mà không giúp đỡ nhau vậy hả? Chán quá à. Sao không ai đi ngang qua để mình giúp đỡ hết vậy? À, cứu rồi, cứu. Có chuyện gì vậy? Đôi thẻ mũi của mình ngâm dâm. Đúng vậy, trong khu rừng này không có con heo nào ngon cho ta ăn. Ta đang thèm. Ngươi không được ăn thịt bạn của ta. Giờ giờ ngươi hả? Ngươi đang bị lời nguyền kìa. Sớm muộn gì thì cũng bị bánh đè bẹp cho mà coi. Tay To chạy đi. Tên này ghê lắm. Ăn đi giết chết cả sư tử và chó sói luôn đó. Hôm nay ta đang vui nên ta chỉ giết một trong hai đứa. Ai sẽ chết đây? Nếu vậy thì giết ta đi. Ta sẽ chết thay cho một mượn. Tay To hy sinh vì mình hả? Đúng là bạn tốt mà. Cảm động quá đi. Mình đã bị lời nguyền, không chết thì cũng bị bánh đè chết mà thôi. Vì vậy hãy để cho mình chết. Một mượn hãy chạy đi. Gặp đúng nhớ bảo đúng chạy trốn nha. Bạn đúng là người bạn tốt. Vậy thiếu người chị chung hả? Đâu có đâu, chỉ là thấy bạn tụi mình tưởng sắp mưa ra vậy. Bạn sao vậy, có chuyện gì hả? Như mấy bạn thấy đó, mình đen thui, mấy bạn mây trắng cứ thấy mình là bay đi mất. Người lớn thấy mình thì bảo đã buồn bực rồi thì chớ còn mây đen u ám. Rồi chả ai chịu chơi chung với mình hết. Nín đi bà, có tụi mình giúp bạn rồi nè, đừng có khóc nữa. Mà đó giờ bạn có đen gì hoài hả? Mình biết rồi, chắc là do bạn không tắm á. Tắm là gì? Vậy tụi mình tắm cho bạn ấy, là bạn ấy sẽ trắng tinh giống như mấy bạn khác chứ gì. Thích vậy, vậy mấy bạn giúp mình đi. Mi đen ơi, xuống đây. Mát quá, nhọn quá. Sao mình vẫn đen thui vậy nè? Hay là do bạn lúc nào cũng buồn nên u ám bám vào bạn thành màu đen? Mình cũng không biết nữa. Vậy tụi mình chơi ném cầu đi nha. Vui quá, chưa bao giờ mình chơi vui vậy hết á. Lần sau cho
cho mình chung đội với Mai nha. Bụng bự béo quá à, không có chạy được. Bụng bự béo, bụng bự béo. Chào các con, chơi gì mà vui vậy? Dạ, tụi con chơi ném cầu với bạn Mây Đen ạ. Dạ, chào bác. Chào Mây Đen, nhìn con dễ thương quá. Thiệt sao? Ngồi dậy mau, con với chả cái ăn rồi suốt ngày hết chơi tới nằm. Sao ba lại khó chịu với con quá vậy? Chứ không phải hả, ba thì để làm vất vả, con ở nhà rảnh không chịu phụ giúp mẹ gì hết, còn bài bừa lung tung nữa. Ba mẹ cưng con riết rồi con hư à, biết chừng nào con mới tự lập được hả? Lâu lâu mới hết bài mà mẹ không cho con chơi gì hết á, mẹ có thương con? Mẹ không có thương mình gì hết á. Ở nhà này có một thoải mái nữa. Quyết định rồi, mình sẽ bỏ nhà đi, mình sẽ tự lập, không cần mẹ lo nữa. Nè, con đang làm cái gì đó? Con sẽ ra đi, con sẽ tự lập cho mẹ thấy. Lần này con quyết tâm rồi, con sẽ không về đâu. Thôi được rồi, ba cô dựng một cái nhà kế bên phòng thí nghiệm đó, con ra đó mà ở đi. Thiệt hả ba? May quá, con cảm ơn ba. Giờ con đi đây. Chắc là cái nhà này rồi, nhưng làm sao để vô đây ta? Chào bà, bà muốn vô ở hả? Ờ, căn nhà nói chuyện được à? Ờ, đúng rồi, mình muốn ở tự lập ở đây. Bà cho mình vô đi. Ừ, được thôi. Từ nay mình sẽ ở đây. Mệt quá, mình phải ngủ một giấc đã. Đói quá, đi xuống coi mẹ nấu ăn cho ta. Ồ, mình đang ở một mình mà. Không được, phải tự kiếm ăn. Bực quá à. Tủ lạnh gì mà không có gì ăn hết vậy? Bạn tưởng đồ ăn tự có cho bạn ấy à? Muốn ăn á thì đi mà nấu. Không thèm, mình nhịn không ăn, đi ngủ luôn. Đói bụng quá, qua xem một bữa đồ ăn mới được. Hết hạn đóng tiền điện rồi, đóng nhanh đi. Con mới ở bữa nay mà. Nhưng tới ngày định kỳ thì phải đóng thôi. Nhưng tiền đâu mà con đóng? Đóng tiền nước nữa nha. Trời ơi, sao tùm lum thứ hết vậy? Giờ có đóng không hả? Không đóng thì cắt hết. Nè, hôm nay cuối tuần rồi, mình cần được dọn dẹp. Bạn mau dọn dẹp hết nhà của mình đi. Nhưng mình đói mệt lắm, không đủ sức làm đâu. Mặc kệ, một mình mà đòi sướng như ở nhà hả? Làm mau lên. Mình chịu hết nổi rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, con sai rồi. Con chịu về rồi đó hả? Mẹ ơi, con xin lỗi. Từ nay con sẽ cố gắng phụ giúp mẹ. Mẹ chỉ dạy cho con nha. Con còn nhỏ, chủ động.